Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video Điện Máy Bì Sơn. Các bạn có thể biết được những cái video gần đây chúng tôi hay đăng tải lên những cái máy cắt cỏ mẫu 541. Hôm qua thì có một cái sản phẩm mới, đó chính là chiếc Ryobi 541. Tuy nhiên nhiều bác không thích bởi vì các bạn thích cái chất lượng tốt hơn những cái mẫu đấy. Thật sự luôn, những mẫu đấy thì có mức giá hợp lý hơn so với những cái dòng máy KV. Nhưng KV này thì lại chất lượng tốt hơn. Tuy nhiên thì mình up lên những cái mẫu máy khác nhau với những cái lựa chọn phân khúc giá tiền khác nhau để các bạn đa dạng hơn trong lựa chọn. Rồi xin mời quý vị các bạn đến gần hơn. Đây là chiếc máy KV bên mình lên cho khách hàng nhá. Chứ bản chất KV này nó không có mẫu máy cắt cỏ cần mềm. Mình nói rất rõ nhá, KV nó chỉ có cần cứng thôi. KV là phải cứng, nhưng con trai là phải có chỗ đứng, đúng không? Tuy nhiên thì một số bác thích mềm thì KV lại không có mềm. Rồi, được thôi, thích thì là nhích. Điện Máy Minh Sơn chúng tôi lên ngay lập tức cho các bạn luôn. Vẫn sử dụng cái bộ cần mềm Ryobi hôm qua của con MX541 ấy, hoặc là 43. Và mình chuyển cái động cơ từ cái con KV cần cứng sang nhá, để cho các bạn có những cái động cơ chất lượng tốt kết hợp với bộ cần mềm của Ryobi. Đây KV 541. Đấy, dòng này hôm nay thì các bạn thấy không, ở ngoài trời rất là đẹp, màu lên cảm cam, màu cam rất là đẹp nhá. Chế hòa khí của One Pro này, bộ hơi ôi ôi quá đẹp luôn. Bộ hơi này thì các bạn có thể thấy cũng rất là đẹp, ốp giật này, có khởi động trợ lực này, rồi chân đế đây. Mặt trước thì mình lên như này nhé, các bạn xem này. Nhiều khi các bạn thắc mắc không hiểu xem nào. Hôm trước có một bác muốn mua bộ phần mềm mà không hiểu cơ chế lên như nào thì đây, bên mình lên từ bát côn nhá. Tức là một số loại như các bạn theo dõi Ruby nó lên từ cái phần chân đế, phần bình xăng đúng không? Nhưng bên mình lên từ bát côn. Bởi vì sao? Bởi vì cái bát côn này này, tất cả các cái loại mà 330, 430, 541 rồi TJ53, tất cả các loại 330 trở lên công suất thì cái phần bốn cái vị trí bát côn này giống nhau. Do đó thì mình lên cái bộ này thì nó sẽ rất đa năng, nó có thể lắp được tất cả các loại luôn. Các bạn thích lắp 13, 541 rồi cái gì cũng lên được luôn, rất là dễ nhá. Rồi, đây các bạn thể thấy được. Máy đây. Cần mềm nhá, bộ cần mềm đây, mình lên sẵn cho khách luôn. Con này thì mình hơi tiếc một tí là cái bộ cần mềm này này thì nó lại là có ga gạt, không phải là có ga bóp. Bộ này thì mình lên của cái Ruby 13 nhá. Này. Ruby 13, Ruby 541 thì cái bộ cần này nó giống nhau thôi. Đây, nên là mình nói rất rõ với khách nhá, để khách đỡ bị đỡ gọi là nhiều không biết là tại sao mà máy thì ghi 541 mà cần 43 thì mình nói rất rõ rồi. KV nó không có máy cần mềm và mình sử dụng bộ cần mềm của 143 lên cho chiếc máy này. Cái cần này thì ống cần của nó là 26 ly nhá, độ dày như là cũng 2 ly, ly 8 mình không nhớ rõ lắm. Đây tay ga thì tay gạt, hơi buồm tí thôi. Nếu mà muốn lên những cái bộ tay ga bóp thì hiện tại Bình Sơn chúng tôi đang hết hàng. Còn nếu mà không, các bạn lên những bộ tay ga bóp này mình nhớ đâu đó khoảng tầm hơn 100.000 một tí thôi là các bạn đã có một cái có ga bóp rồi. Mình nghĩ là thời gian tới mình sẽ cập nhật sớm để cho các bạn có thêm lựa chọn có ga bóp. Rồi đây là chiếc máy mình lên cho khách hàng, mình quay luôn cho các bạn xem. Để các bạn nào nhiều hôm qua rất là nhiều bác đặt câu hỏi là KV nó có tốt hơn Ruby không, thì thật sự nó có các bạn ạ. Nó có tốt hơn thì giá nó mới cao hơn mà. Và bộ này khi mà lên cần mềm như này là hơn 4 triệu đấy các bạn ạ. Tầm 4 triệu mốt đấy. Nên là khi các bạn mua các bạn lưu ý nhá, nó sẽ chênh với Ruby tầm 900. Đấy thì các bạn mua các bạn lưu ý nhá, không lại cái mức giá nó sẽ khác nhau. Ruby thì hôm qua mình báo rồi, 3 triệu 2 tặng cho bạn một chai nhớt. Còn KV 541 như thế này là lên bộ cần mềm gần khoảng 4 triệu mốt mà không có tặng kèm đồ đạc gì đâu. Nên các bạn lưu ý nhé, khi mà lựa chọn thì mình sẽ lựa chọn theo cái mức tài chính. Rồi một lần nữa thì cảm ơn quý vị các bạn quan tâm theo dõi. Mình hy vọng cái video này sẽ giúp cho các bạn có thêm những cái góc nhìn về những dòng máy sản phẩm, về những dòng máy cũng như dùng về những cái sản phẩm này. Thật sự luôn, tất cả đều có thể lắp được. Customize được rất là đơn giản thôi. Vấn đề là các bạn thích chọn như thế nào thôi. Ở chúng tôi vẫn đảm bảo chiều các bạn được hết. Một lần nữa thì cảm ơn, nhớ đăng ký like, subscribe kênh, bật chuông thông báo liên tục cập nhật những video mới nhất của Điện Máy Minh Sơn.